Xin chào mọi người, quý Long đã trở lại đây với kênh YouTube và chia sẻ bình luận các sự kiện vấn đề hàng ngày. Hôm nay thì quý Long muốn nói đến cái việc mà cái thị trường tiêu dùng Việt Nam ấy, người tiêu dùng Việt Nam bị coi thường quá, mình không thể không lên tiếng. Thị trường tiêu dùng Việt Nam có thể nói là dùng cái từ gì, nếu mà trong mắt của các cái nhà sản xuất quốc tế thì có thể gọi là hạ đẳng, họ rất là coi thường. Bằng chứng là gì? Họ sản xuất cùng một cái nhãn hiệu, cùng một cái loại tiêu dùng, cùng một cái mặt hàng, nhưng mà họ lại sản xuất cho cái nước khác thì chất lượng khác, mà cho Việt Nam thì chất lượng khác. Đó là lý do vì sao mà cái hàng ở trong nước mà xuất khẩu đi thì luôn luôn tốt hơn hàng nội địa, tiêu thụ tại nội địa. Còn cái hàng mà nhập khẩu từ nước ngoài về thì nó luôn luôn tệ hơn cái hàng mà họ tiêu dùng cho các thị trường khác. Cái điều này rất là đáng buồn, và nếu mà người Việt Nam mình có đủ lòng tự trọng ấy thì chúng ta không có dùng những cái mặt hàng mà họ sản xuất kém chất lượng, mặc dù thương hiệu họ là thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Ở đây trong clip này chúng tôi sẽ dẫn ra nhiều ví dụ để cho bạn bè, anh chị em thấy được rằng là chúng ta đã bị coi thường như thế nào, và chúng ta có nên tiêu dùng những cái sản phẩm đó nữa hay không. Cái con người của chúng ta đấy, cái lòng tôn, cái sự tôn trọng nó quan trọng lắm. Một khi mà đã không tôn trọng ấy, thì đừng có chơi, đúng không? Không tôn trọng thì đừng có chơi. Nhưng có cái chúng ta cứ nhẫn nhục, chúng ta chịu đựng, cho nên chúng ta bị coi thường và chúng ta vẫn làm giàu cho họ. Đối với tôi thì tôi không chấp nhận. Như tôi mua chiếc xe ô tô, quên đặt xe an toàn vào, thì tôi mua xe thường là xe nhập khẩu, xe sản xuất cho thị trường châu Âu hoặc là xe sản xuất cho thị trường Thái Lan. Như chiếc đang đi này là cái chiếc mà sản xuất nguyên chiếc tại Thái Lan. Ở đó thì cái chất lượng kiểm định của quốc gia họ nó đủ sự tin tưởng, nó buộc các cái nhà sản xuất phải tuân thủ cái tiêu chí chất lượng của nó. Ví dụ chất lượng của châu Âu, của Mỹ thì nó rất là cao, trong khi của Việt Nam thì có vùng bằng không. Rất là buồn cười. Cái vụ mà nước tương ớt Jinsu ấy, phát hiện ở Nhật Bản và bị cấm lưu hành ở Nhật Bản, thì cái việc mà lãnh đạo của tập đoàn Masan phát biểu làm cho chúng ta cảm thấy rất là buồn. Vì họ nghiễm nhiên họ mặc định rằng, họ xác nhận rằng sản phẩm sản xuất cho thị trường Việt Nam thì có quyền là có chất cấm, kém vệ sinh an toàn. Còn nếu mà sản phẩm cho Nhật Bản thì không. Bởi vậy họ nói là họ nhầm, cái lô hàng đó là sản xuất cho thị trường Việt Nam chứ không phải cho thị trường Nhật Bản. Giả dụ như nó không được gửi đi nhầm sang Nhật Bản thì người Việt Nam chúng ta là sẽ tiêu dùng những sản phẩm đó. Liệu người Nhật thì khác gì người Việt Nam? Người Nhật cao cấp hơn hay sao? Người Nhật họ đẳng cấp cao hơn hay sao? Hay là cái sự chịu đựng của người Nhật nó kém hơn người Việt Nam? Thì chúng ta phải đánh giá được cái thị trường tiêu dùng này để mà chúng ta có một cái thái độ, có một cái thái độ dứt khoát và rõ ràng, có một cái lập trường tư tưởng với nó. Không phải nói chung chung như mấy cái ông ở hội bảo vệ người tiêu dùng, là cứ khuyên người tiêu dùng là trở thành nhà thông thái, người tiêu dùng thông thái, mà các ông lại không làm tròn cái bổn phận của các ông ấy. Các ông không có bảo vệ được người tiêu dùng bằng những cái biện pháp nghiệp vụ, mà các ông chỉ biết là sinh ra và tồn tại cho có vậy thôi. Hoặc cũng có thể không chừng là bắt tay với các cái nhà sản xuất để qua mặt người tiêu dùng. Còn người tiêu dùng thì các ông cứ khuyên câu là hãy là nhà tiêu dùng thông thái. Xong. Trước đây cái thị trường Việt Nam không có hàng giả, hàng đều như vậy.
ở những cái thập niên 70, 80, 90, hàng nhập khẩu là chủ yếu, chúng ta cũng chả sản xuất được cái gì ngoài lúa gạo, nông sản. À, thời đó thì những cái sản xuất từ hàng của Nhật Bản nhập khẩu qua rất là tốt. Một chiếc xe cúp có thể đi được 40-50 năm chưa hư. Một cái chiếc xe 67, đó, đời 1967 đó, mà đi đến tận tận thập niên 90, 2000 mà nó vẫn còn chạy rất là tốt. Nhưng mà một chiếc xe mà Honda cùng là của Honda sản xuất tại Việt Nam thì xem thử nó chạy được bao lâu. Hiện nay những cái chiếc xe Way, xe Rim hay là một số xe tay ga của Honda, Yamaha, Suzuki mà sản xuất tại thị trường Việt Nam đi được, được không thể nào mà được quá 15, 20 năm rồi nó xuống cấp, không không thể nào bền bỉ như là những cái thời xưa. Ô tô thì sao? Vừa rồi tôi đi trên đường Hai Bà Trưng ở quận nhất, tôi thấy có hai chiếc xe máy nó quẹt vào nhau, xong rồi nó từ đó nó quẹt sang cái đuôi của chiếc xe Toyota Vios. Và hai chiếc xe Honda không sao, hai người lái Honda không sao, mà chiếc xe Vios thì nó bung nguyên cái mảng sau, cái cản cản sau ra, nó giống như một cái tấm nhựa mỏng manh. Và cái chất lượng xe Toyota tại thị trường Việt Nam thì chúng ta đều được biết rồi, nó rất kém, nó rất là thấp, phẩm chất rất là thấp. Nếu như Toyota mà đưa những chiếc xe đó bán cho thị trường Úc, thị trường Mỹ, thị trường Nhật, thị trường châu Âu là không bao giờ người ta mua và không bao giờ người ta cho lưu hành. Nhưng tại sao nó lại lưu hành được ở Việt Nam? Bởi vì người Việt Nam chấp nhận nó. Chính phủ, các cái cấp mà cục đăng kiểm chấp nhận nó và người tiêu dùng cũng chấp nhận nó, thành ra là nó thì người ta sẽ cắt giảm chi phí để người ta cho ra đời những cái sản phẩm kém chất lượng. Còn nếu mà làm những cái sản phẩm chất lượng giống như Toyota Úc, Toyota toàn cầu ở Mỹ, Pháp, Anh chẳng hạn thì nó sẽ tốn nhiều tiền hơn. Như vậy là họ coi thường sinh mạng của người Việt Nam. Nếu mà nói về kể cả thực phẩm hay là ô tô hay là hàng tiêu dùng khác thì họ đều là coi thường cái sinh mạng của người Việt Nam. Nó hình thành cái thị trường gọi là gì? Thị trường hàng xách tay, thị trường second hand. Là vì vậy tôi bản thân tôi nên mua máy vi tính xách tay second hand, mặc dù là máy đã qua xài rồi, qua sử dụng rồi, nhưng xài tốt gấp hàng chục lần so với cái máy mà mua của mới toanh của nhà sản xuất mà nó sản xuất cho thị trường Việt Nam. Cái máy bà xã tôi mua một cái máy Asus sản xuất tại Việt Nam hay Trung Quốc, không phải sản xuất tại Trung Quốc mà dành cho thị trường Việt Nam nhé. Rất là phần lớn những đồ điện tử thì sản xuất đi Trung Quốc, nhưng mà cái dòng mà để mà đưa về tiêu thụ tại Việt Nam thì nó khác, dòng để mà đưa ra các cái quốc gia khác tiêu thụ thì nó hoàn toàn khác. Đó, cái máy Asus đó chỉ có dở cái màn hình lên, dở lên dở xuống thôi, mà nó bị gãy như cái bánh tráng, gãy bản lề, gãy nhựa tùm lum. Khi mà đưa đi bảo hành thì họ làm rất là nhanh, bởi vì họ biết cái lỗi đó rất là phổ biến. Vậy là người Việt Nam phải chấp nhận tiêu dùng bao nhiêu cái sản phẩm kém chất lượng với cái giá tiền thì lại đắt đỏ, đúng không? Cái chiếc xe ô tô của chúng ta mua với cái giá gấp đôi cái xe ô tô ở Mỹ, nhưng mà lại chất lượng thì lại kém hơn rất là nhiều. Và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Vì sao? Thật là tội nghiệp cho đồng đội đồng bào chúng ta khi phải chấp nhận. Nếu mà chúng ta có một cái thái độ, nếu mà chúng ta không trông chờ vào cái cơ quan chức năng bảo vệ cho chúng ta về quyền lợi người tiêu dùng thì chúng ta chỉ có thể trông chờ vào chính chúng ta thôi, đúng không ạ? Không trông chờ ở nơi khác thì phải trông chờ vào chính chúng ta. Chúng ta không chấp nhận thì đương nhiên là họ sẽ tôn trọng chúng ta. Còn nếu chúng ta chấp nhận thì họ ok, mày xài cái hàng đều này thì chấp nhận được thì sản xuất hàng đều vậy thôi, chính phủ cũng chấp nhận, người dân cũng chấp nhận thì họ làm vậy thôi. Nhưng mà thực sự mà nếu mà muốn góp ý với Honda hay là Toyota đấy, hay là nhiều nhà sản xuất khác, không nên như vậy. Có thể có cái lời đó, nhưng mà cứ chấp nhận lợi nhuận ít thôi, nhưng mà chấp nhận mình tôn trọng người tiêu dùng thì nó mới lâu bền. Còn bây giờ hàng nhập khẩu, cho phép ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thuế suất giảm xuống bằng không,
từ thị trường Đông Nam Á là những cái nhà sản xuất ô tô trong nước chết ngắc luôn. Bây giờ người ta mua hàng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, những cái ô tô mà lắp ráp tại Việt Nam là bỏ tay luôn, không bán được. Đó. Cho nên Toyota Việt Nam cũng đã ổng A ổng E muốn là dẹp bỏ nhà máy Việt Nam, bởi vì họ nhìn thấy được cái tương lai rồi. Những cái xe của lắp ráp tại Việt Nam họ chỉ có bán người Việt Nam thôi, không bao giờ bán được cho nước khác. Và người Việt Nam khi mà đã có sự lựa chọn rồi thì họ có thể mua những cái sản phẩm từ Đông Nam Á rồi thì họ cũng không mua Toyota Việt Nam. Đối với các cái hàng mà tiêu dùng như xà bông, vải vóc hay là hàng thực phẩm hay là bia rượu đều như vậy hết. Cái bia rượu mà sản xuất cho thị trường Việt Nam nó cũng kém chất lượng hơn cái bia mà cho ở các cái nước khác. Nếu mà lấy ra ví dụ thì nó có quá nhiều, cho nên hầu như là toàn thị trường Việt Nam không có được những cái sản phẩm mà mang chất lượng quốc tế. Đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Chúng ta mua về xài nó mau hư, xài không được tốt, nó hao điện, rồi thực phẩm thì nó có thể gây độc, gây bệnh. Chúng ta cũng không biết được là trong cái gói mì tôm đó, trong cái bánh đó, kẹo đó là có những chất gì, có đảm bảo an toàn hay không, có đúng đảm bảo vệ sinh hay không. Trong khi những cái hàng thải loại từ các nước khác thì nó đóng container, nó nhập về Việt Nam để bán cho người từ Việt Nam, như là lòng thối, chân gà đông lạnh, đầu gà, má lợn, nó nhập về Việt Nam nó bán. Chúng ta giống như một cái túi rác của thế giới vậy đó. Những cái đồ gì kém nhất rồi, từ đồ dơ bẩn từ Trung Quốc nó nhập về. Chúng ta có liều có chấp nhận làm một cái bãi rác của thế giới hay không? Tôi nghĩ là chúng ta không chấp nhận đâu, nhưng mà tại vì chúng ta không biết nên chúng ta lại cứ mặc kệ. Tôi mong muốn rằng là mỗi người chúng ta có cái lòng tự trọng, không chấp nhận xài cái hàng kém chất lượng. Và nếu mà phát hiện ra nhà sản xuất nào dám coi thường người tiêu dùng Việt Nam, chúng ta tẩy chay. Chúng ta phải tẩy chay những cái nhà sản xuất coi thường người Việt Nam, coi thường thị trường tiêu dùng này, thì họ mới sáng mắt ra. Bởi vì thị trường chúng ta cũng lớn không phải nhỏ, 90 triệu dân không phải nhỏ, cho nên họ buộc phải tôn trọng chúng ta. Ok, xin tạm biệt ở đây, và mong rằng quý vị, các bạn đều có được cái sản phẩm tốt và an toàn trong khi tiêu dùng, để không có nguy hại cho sức khỏe bản thân và gia đình. Xin tạm biệt. Xin chào mọi người, Quý Long đã trở lại đây với kênh YouTube và chia sẻ bình luận các sự kiện vấn đề hàng ngày. Hôm nay thì Quý Long muốn nói đến cái việc mà cái thị trường tiêu dùng Việt Nam ấy, người tiêu dùng Việt Nam bị coi thường quá, mình không thể không lên tiếng. Thị trường tiêu dùng Việt Nam có thể nói là, dùng cái từ gì, nếu mà trong mắt của các cái nhà sản xuất quốc tế thì có thể gọi là hạ đẳng, họ rất là coi thường. Bằng chứng là gì? Họ sản xuất cùng một cái nhãn hiệu, cùng một cái loại tiêu dùng, cùng một cái mặt hàng, nhưng mà họ lại sản xuất cho cái nước khác thì chất lượng khác, mà cho Việt Nam thì chất lượng khác. Đó là lý do vì sao mà cái hàng ở trong nước mà xuất khẩu đi thì luôn luôn tốt hơn hàng nội địa, tiêu thụ tại nội địa. Còn cái hàng mà nhập khẩu từ nước ngoài về thì nó luôn luôn tệ hơn cái hàng mà họ tiêu dùng cho các thị trường khác. Cái điều này rất là đáng buồn. Và nếu mà người Việt Nam mình có đủ lòng tự trọng ấy, thì chúng ta không dùng, không có dùng những cái mặt hàng mà họ sản xuất kém chất lượng, mặc dù thương hiệu họ là thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Ở đây, trong clip này chúng tôi sẽ dẫn ra nhiều ví dụ để cho bạn bè, anh chị em thấy được rằng là chúng ta đã bị coi thường như thế nào, và chúng ta có nên tiêu dùng những cái sản phẩm đó nữa hay không.
cái con người của chúng ta đấy, cái lòng tôn, cái sự tôn trọng nó quan trọng lắm. Một khi mà đã không tôn trọng ấy thì đừng có chơi, đúng không? Không tôn trọng thì đừng có chơi. Nhưng có cái chúng ta cứ nhẫn nhục, chúng ta chịu đựng, cho nên chúng ta bị coi thường và chúng ta vẫn làm giàu cho họ. Đối với tôi thì tôi không chấp nhận. Như tôi mua chiếc xe ô tô, quên đặt cho an toàn vào, thì tôi mua xe thường là xe nhập khẩu, xe sản xuất cho thị trường châu Âu hoặc là xe sản xuất cho thị trường Thái Lan. Như chiếc đang đi này là cái chiếc mà sản xuất nguyên chiếc tại Thái Lan. Ở đó thì cái chất lượng kiểm định của quốc gia họ nó đủ sự tin tưởng, nó buộc các cái nhà sản xuất phải tuân thủ cái tiêu chí chất lượng của nó. Ví dụ chất lượng của châu Âu, của Mỹ thì nó rất là cao, trong khi của Việt Nam thì có cũng bằng không. Rất là buồn cười. Cái vụ mà nước tương ớt Jinsu ấy phát hiện ở Nhật Bản và bị cấm lưu hành ở Nhật Bản, thì cái việc mà lãnh đạo của tập đoàn Masan phát biểu làm cho chúng ta cảm thấy rất là buồn. Vì họ nghiễm nhiên, họ mặc định rằng, họ xác nhận rằng sản phẩm sản xuất cho thị trường Việt Nam thì có quyền là có chất cấm, kém vệ sinh an toàn. Còn nếu mà sản phẩm cho Nhật Bản thì không. Bởi vậy họ nói là họ nhầm, cái lô hàng đó là sản xuất cho thị trường Việt Nam chứ không phải cho thị trường Nhật Bản. Giả dụ như nó không được gửi đi nhầm sang Nhật Bản thì người Việt Nam chúng ta là sẽ tiêu dùng những sản phẩm đó. Liệu người Nhật thì khác gì người Việt Nam? Người Nhật cao cấp hơn hay sao? Người Nhật họ đẳng cấp cao hơn hay sao? Hay là cái sự chịu đựng của người Nhật nó kém hơn người Việt Nam? Thì chúng ta phải đánh giá được cái thị trường tiêu dùng này để mà chúng ta có một cái thái độ, có một cái thái độ dứt khoát và rõ ràng, có một cái lập trường tư tưởng với nó. Không phải nói chung chung như mấy cái ông ở hội bảo vệ người tiêu dùng, là cứ khuyên người tiêu dùng là trở thành nhà thông thái, người tiêu dùng thông thái, mà các ông lại không làm tròn cái bổn phận của các ông ấy. Các ông không có bảo vệ được người tiêu dùng bằng những cái biện pháp nghiệp vụ, mà các ông chỉ biết là sinh ra là tồn tại cho có vậy thôi. Hoặc cũng có thể không chừng là bắt tay với các cái nhà sản xuất để qua mặt người tiêu dùng. Còn người tiêu dùng thì các ông cứ khuyên câu là hãy là nhà tiêu dùng thông thái. Xong. Trước đây cái thị trường Việt Nam không có hàng giả, hàng đều như vậy. Ở những cái thập niên 70, 80, 90, hàng nhập khẩu là chủ yếu, chúng ta cũng chả sản xuất được cái gì ngoài lúa gạo, nông sản. Thời đó thì những cái sản xuất từ hàng của Nhật Bản nhập khẩu qua rất là tốt. Một chiếc xe cúp có thể đi được 4-50 năm chưa hư. Một cái chiếc xe 67, đời 1967 đó, mà đi đến đần tần thập niên 90-2000 mà nó vẫn còn chạy rất là tốt. Nhưng mà một chiếc xe mà cùng là của Honda sản xuất tại Việt Nam thì xem thử nó chạy được bao lâu. Hiện nay những cái chiếc xe Way, xe Rim hay là một số xe tay ga của Honda, Yamaha, Suzuki mà sản xuất tại thị trường Việt Nam đi được không thể nào mà được quá 15-20 năm rồi nó xuống cấp, không thể nào bền bỉ như là những cái thời xưa. Ô tô thì sao? Vừa rồi tôi đi trên đường Hai Bà Trưng ở quận Nhất, tôi thấy có hai chiếc xe máy nó quẹt vào nhau, xong rồi nó từ đó nó quẹt sang cái đuôi của chiếc xe Toyota Vios. Và hai chiếc xe Honda không sao, hai người lái Honda không sao, mà chiếc xe Vios thì nó bung nguyên cái mảng sau, cái cản sau ra, nó giống như một cái tấm nhựa mỏng manh. Và cái chất lượng xe Toyota tại thị trường Việt Nam thì chúng ta đều được biết rồi, nó rất kém, nó rất là thấp, phẩm chất rất là thấp.
nếu như Toyota mà đưa những chiếc xe đó bán cho thị trường Úc, thị trường Mỹ, thị trường Nhật, thị trường châu Âu là không bao giờ người ta mua và không bao giờ người ta cho lưu hành. Nhưng tại sao nó lại lưu hành được ở Việt Nam? Bởi vì người Việt Nam chấp nhận nó. Chính phủ, các cái cấp mà cục đăng kiểm chấp nhận nó và người tiêu dùng cũng chấp nhận nó, thành ra thôi nó thì người ta sẽ cắt giảm chi phí để người ta cho ra đời những cái sản phẩm kém chất lượng. Còn nếu mà làm những cái sản phẩm chất lượng giống như Toyota Úc, Toyota toàn cầu ở Mỹ, Pháp, Anh chẳng hạn thì nó sẽ tốn nhiều tiền hơn. Như vậy là họ coi thường sinh mạng của người Việt Nam. Nếu mà nói về kể cả thực phẩm hay là ô tô hay là hàng tiêu dùng khác thì họ đều là coi thường cái sinh mạng của người Việt Nam. Nó hình thành cái thị trường gọi là gì? Thị trường hàng xách tay, thị trường second hand. Là vì vậy tôi bản thân tôi nên mua máy vi tính xách tay second hand, mặc dù là máy đã qua xài rồi, qua sử dụng rồi, nhưng xài tốt gấp hàng chục lần so với cái máy mà mua của mới toanh của nhà sản xuất mà nó sản xuất cho thị trường Việt Nam. Cái máy bà xã tôi mua một cái máy Asus sản xuất tại Việt Nam hay Trung Quốc, đáng phải sản xuất tại Trung Quốc mà dành cho thị trường Việt Nam nhé. Rất là phần lớn những đồ điện tử thì sản xuất đi Trung Quốc, nhưng mà cái dòng mà để mà đưa về tiêu thụ tại Việt Nam thì nó khác, dòng để mà đưa ra các cái quốc gia khác tiêu thụ thì nó hoàn toàn khác. Đó, cái máy Asus đó chỉ có dở cái màn hình lên, dở lên dở xuống thôi mà nó bị gãy như cái bánh tráng, gãy bản lề, gãy nhựa tùm lum. Khi mà đưa đi bảo hành thì họ làm rất là nhanh bởi vì họ biết cái lỗi đó rất là phổ biến. Vậy là người Việt Nam phải chấp nhận tiêu dùng bao nhiêu cái sản phẩm kém chất lượng với cái giá tiền thì lại đắt đỏ, đúng không? Cái chiếc xe ô tô của chúng ta mua với cái giá gấp đôi cái xe ô tô ở Mỹ, nhưng mà lại chất lượng thì lại kém hơn rất là nhiều. Và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Vì sao? Thật là tội nghiệp cho đồng đội đồng bào chúng ta khi phải chấp nhận. Nếu mà chúng ta có một cái thái độ, nếu mà chúng ta không trông chờ vào cái cơ quan chức năng bảo vệ cho chúng ta về quyền lợi người tiêu dùng thì chúng ta chỉ có thể trông chờ vào chính chúng ta thôi, đúng không ạ? Không trông chờ ở nơi khác thì phải trông chờ vào chính chúng ta. Chúng ta không chấp nhận thì đương nhiên là họ sẽ tôn trọng chúng ta. Còn nếu chúng ta chấp nhận thì họ ok, mày xài cái hàng đều này ha, thì chấp nhận được thì sản xuất hàng đều vậy thôi. Chính phủ cũng chấp nhận, người dân cũng chấp nhận thì họ làm vậy thôi. Nhưng mà thực sự mà nếu mà muốn góp ý với Honda hay là Toyota đấy, hay là nhiều nhà sản xuất khác, không nên như vậy. Có thể có cái lời đó, nhưng mà cứ chấp nhận lợi nhuận ít thôi, nhưng mà chấp nhận mình tôn trọng người tiêu dùng thì nó mới lâu bền. Còn bây giờ hàng nhập khẩu, cho phép ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, thuế suất giảm xuống bằng không từ thị trường Đông Nam Á, là những cái nhà sản xuất ô tô trong nước chết ngắc luôn. Bây giờ người ta mua hàng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, những cái ô tô mà lắp ráp tại Việt Nam là bó tay luôn, không bán được. Đó. Cho nên Toyota Việt Nam cũng đã ổng A ổng E muốn là dẹp bỏ nhà máy Việt Nam, bởi vì họ nhìn thấy được cái tương lai rồi. Những cái xe của lắp ráp tại Việt Nam họ chỉ có bán người Việt Nam thôi, không bao giờ bán được cho nước khác. Và người Việt Nam khi mà đã có sự lựa chọn rồi thì họ có thể mua những cái sản phẩm từ Đông Nam Á rồi thì họ cũng không mua Toyota Việt Nam. Đối với các cái hàng mà tiêu dùng như xà bông, vải vóc hay là hàng thực phẩm hay là bia rượu đều như vậy hết. Cái bia rượu mà sản xuất cho thị trường Việt Nam nó cũng kém chất lượng hơn cái bia mà cho ở các cái nước khác. Nếu mà lấy ra ví dụ thì nó có quá nhiều, cho nên hầu như là toàn thị trường Việt Nam không có được những cái sản phẩm mà mang chất lượng quốc tế. Đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Chúng ta mua về xài nó mau hư, xài không được tốt, nó hao điện, rồi thực phẩm thì nó có thể gây độc
cái bánh, chúng ta cũng không biết được là trong cái gói mì tôm đó, trong cái bánh đó, ghẹo đó là có những chất gì, có đảm bảo an toàn hay không, có đủ đảm bảo vệ sinh hay không. Trong khi những cái hàng thải loại từ các nước khác thì nó đóng container, nó nhập về Việt Nam để bán cho người từ Việt Nam, như là lòng thối, chân gà, đông lành, đầu gà, má lợn, nó nhập về Việt Nam nó bán. Chúng ta giống như một cái túi rác của thế giới vậy đó. Những cái đồ gì kém nhất rồi, từ đồ dơ bẩn từ Trung Quốc nó nhập về. Chúng ta có liều, có chấp nhận làm một cái bãi rác của thế giới hay không? Tôi nghĩ là chúng ta không chấp nhận đâu, nhưng mà tại vì chúng ta không biết nên chúng ta lại cứ mặc kệ. Tôi mong muốn rằng là mỗi người chúng ta có cái lòng tự trọng, không chấp nhận xài cái hàng kém chất lượng. Và nếu mà phát hiện ra nhà sản xuất nào dám coi thường người tiêu dùng Việt Nam, chúng ta tẩy chay. Chúng ta phải tẩy chay những cái nhà sản xuất coi thường người Việt Nam, coi thường thị trường tiêu dùng này, thì họ mới sáng mắt ra. Bởi vì thị trường chúng ta cũng lớn không phải nhỏ, 90 triệu dân không phải nhỏ, cho nên họ buộc phải tôn trọng chúng ta. Ok, xin tạm biệt ở đây, và mong rằng quý vị, các bạn đều có được cái sản phẩm tốt và an toàn trong khi tiêu dùng, để không có nguy hại cho sức khỏe bản thân và gia đình. Xin tạm biệt. Xin chào mọi người, quý lòng đã trở lại đây với kênh YouTube và chia sẻ bình luận các sự kiện vấn đề hàng ngày. Hôm nay thì quý lòng muốn nói đến cái việc mà cái thị trường tiêu dùng Việt Nam ấy, người tiêu dùng Việt Nam bị coi thường quá, mình không thể không lên tiếng. Thị trường tiêu dùng Việt Nam có thể nói là, dùng cái từ gì, nếu mà trong mắt của các cái nhà sản xuất quốc tế thì có thể gọi là hạ đẳng, họ rất là coi thường. Bằng chứng là gì? Họ sản xuất cùng một cái nhãn hiệu, cùng một cái loại tiêu dùng, cùng một cái mặt hàng, nhưng mà họ lại sản xuất cho cái nước khác thì chất lượng khác, mà cho Việt Nam thì chất lượng khác. Đó là lý do vì sao mà cái hàng ở trong nước mà xuất khẩu đi thì luôn luôn tốt hơn hàng nội địa, tiêu thụ tại nội địa. Còn cái hàng mà nhập khẩu từ nước ngoài về thì nó luôn luôn tệ hơn cái hàng mà họ tiêu dùng cho các thị trường khác. Cái điều này rất là đáng buồn. Và nếu mà người Việt Nam mình có đủ lòng tự trọng ấy, thì chúng ta không dùng, không có dùng những cái mặt hàng mà họ sản xuất kém chất lượng, mặc dù thương hiệu họ là thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Ở đây, trong clip này chúng tôi sẽ dẫn ra nhiều ví dụ để cho bạn bè, anh chị em thấy được rằng là chúng ta đã bị coi thường như thế nào, và chúng ta có nên tiêu dùng những cái sản phẩm đó nữa hay không. Cái con người của chúng ta đấy, cái lòng tôn, cái sự tôn trọng nó quan trọng lắm. Một khi mà đã không tôn trọng ấy, thì đừng có chơi, đúng không? Không tôn trọng thì đừng có chơi. Nhưng có cái chúng ta cứ nhẫn nhục, chúng ta chịu đựng, cho nên chúng ta bị coi thường và chúng ta vẫn làm giàu cho họ. Đối với tôi thì tôi không chấp nhận. Như tôi mua chiếc xe ô tô, quên đặt xe an toàn vào, thì tôi mua xe thường là xe nhập khẩu, xe sản xuất cho thị trường châu Âu hoặc là xe sản xuất cho thị trường Thái Lan. Như chiếc đang đi này là cái chiếc mà sản xuất nguyên chiếc tại Thái Lan. Ở đó thì cái chất lượng kiểm định của quốc gia họ nó đủ sự tin tưởng, nó buộc các cái nhà sản xuất phải tuân thủ cái tiêu chí chất lượng của nó. Ví dụ chất lượng của châu Âu, của Mỹ thì nó rất là cao, trong khi của Việt Nam thì có cũng bằng không. Rất là buồn cười. Cái vụ mà nước tương ớt Jinsu ấy, phát hiện ở Nhật Bản và bị cấm lưu hành ở Nhật Bản, thì cái việc mà lãnh đạo của tập đoàn Masan phát biểu làm cho chúng ta cảm thấy rất là buồn. Vì họ nghiễm nhiên, họ mặc định rằng, họ xác nhận rằng sản phẩm sản xuất cho thị trường Việt Nam thì có quyền là
có chất cấm, kém vệ sinh an toàn. Còn nếu mà sản phẩm cho Nhật Bản thì không. Bởi vậy họ nói là họ nhầm cái lô hàng đó là sản xuất cho thị trường Việt Nam chứ không phải cho thị trường Nhật Bản. Giả dụ như nó không được gửi đi nhầm sang Nhật Bản thì người Việt Nam chúng ta là sẽ tiêu dùng những sản phẩm đó. Liệu người Nhật thì khác gì người Việt Nam? Người Nhật cao cấp hơn hay sao? Người Nhật họ đẳng cấp cao hơn hay sao? Hay là cái sự chịu đựng của người Nhật nó kém hơn người Việt Nam? Thì chúng ta phải đánh giá được cái thị trường tiêu dùng này để mà chúng ta có một cái thái độ, có một cái thái độ dứt khoát và rõ ràng, có một cái lập trường tư tưởng với nó, không phải nói chung chung như mấy cái ông ở hội bảo vệ người tiêu dùng là cứ khuyên người tiêu dùng là trở thành nhà thông thái, người tiêu dùng thông thái, mà các ông lại không làm tròn cái bổn phận của các ông ấy. Các ông không có bảo vệ được người tiêu dùng bằng những cái biện pháp nghiệp vụ, mà các ông chỉ biết là sinh ra và tồn tại cho có vậy thôi, hoặc cũng có thể không chừng là bắt tay với các cái nhà sản xuất để qua mặt người tiêu dùng. Còn người tiêu dùng thì các ông cứ khuyên câu là hãy là nhà tiêu dùng thông thái xong. Trước đây cái thị trường Việt Nam không có hàng giả, hàng đều như vậy. Ở những cái thập niên 70, 80, 90 hàng nhập khẩu là chủ yếu, chúng ta cũng chả sản xuất được cái gì ngoài lúa gạo, nông sản. Thời đó thì những cái sản xuất từ hàng của Nhật Bản nhập khẩu qua rất là tốt. Một chiếc xe cúp có thể đi được 40-50 năm chưa hư. Một cái chiếc xe 67, đời 1967 đó, mà đi đến đần tần thập niên 90-2000 mà nó vẫn còn chạy rất là tốt. Nhưng mà một chiếc xe mà cùng là của Honda sản xuất tại Việt Nam thì xem thử nó chạy được bao lâu. Hiện nay những chiếc xe Way, xe Rim hay là một số xe tay ga của Honda, Yamaha, Suzuki mà sản xuất tại thị trường Việt Nam đi được không thể nào mà được quá 15-20 năm. Rồi nó xuống cấp, không thể nào bền bỉ như là những cái thời xưa. Ô tô thì sao? Vừa rồi tôi đi trên đường Hai Bà Trưng ở quận Nhất, tôi thấy có hai chiếc xe máy nó quẹt vào nhau, xong rồi nó từ đó nó quẹt sang cái đuôi của chiếc xe Toyota Vios. Và hai chiếc xe Honda không sao, hai người lái Honda không sao, mà chiếc xe Vios thì nó bung nguyên cái mảng sau, cái cản sau ra, nó giống như một cái tấm nhựa mỏng manh. Và cái chất lượng xe Toyota tại thị trường Việt Nam thì chúng ta đều được biết rồi, nó rất kém, nó rất là thấp, phẩm chất rất là thấp. Nếu như Toyota mà đưa những chiếc xe đó bán cho thị trường Úc, thị trường Mỹ, thị trường Nhật, thị trường châu Âu là không bao giờ người ta mua và không bao giờ người ta cho lưu hành. Nhưng tại sao nó lại lưu hành được ở Việt Nam? Bởi vì người Việt Nam chấp nhận nó. Chính phủ, các cái cấp cục đăng kiểm chấp nhận nó và người tiêu dùng cũng chấp nhận nó, thành ra là nó thì người ta sẽ cắt giảm chi phí để người ta cho ra đời những cái sản phẩm kém chất lượng. Còn nếu mà làm những cái sản phẩm chất lượng giống như Toyota Úc, Toyota toàn cầu ở Mỹ, Pháp, Anh chẳng hạn thì nó sẽ tốn nhiều tiền hơn. Như vậy là họ coi thường sinh mạng của người Việt Nam. Nếu mà nói kể cả thực phẩm hay là ô tô hay là hàng tiêu dùng khác thì họ đều là coi thường cái sinh mạng của người Việt Nam. Nó hình thành cái thị trường gọi là gì? Thị trường hàng xách tay, thị trường second hand. Là vì vậy bản thân tôi đã mua máy vi tính xách tay second hand. Mặc dù là máy đã qua xài rồi, qua sử dụng rồi, nhưng xài tốt gấp hàng chục lần so với cái máy mà mua của mới toanh của nhà sản xuất mà nó sản xuất cho thị trường Việt Nam. Cái máy bà xã tôi mua một cái máy Asus sản xuất tại Việt Nam hay Trung Quốc đáng vậy, sản xuất tại Trung Quốc mà dành cho thị trường Việt Nam nhé. Rất là phần lớn những đồ điện tử thì sản xuất đi Trung Quốc, nhưng mà cái dòng mà để mà đưa về tiêu thụ tại Việt Nam thì nó khác,
dòng để mà đưa ra các cái quốc gia khác tiêu thụ thì nó hoàn toàn khác. Đó, cái máy Asus đó chỉ có dở cái màn hình lên, dở lên dở xuống thôi, mà nó bị gãy như cái bánh tráng, gãy bản lề, gãy nhựa tùm lum. Khi mà đưa đi bảo hành thì họ làm rất là nhanh, bởi vì họ biết cái lỗi đó rất là phổ biến. Vậy là người Việt Nam phải chấp nhận tiêu dùng bao nhiêu cái sản phẩm kém chất lượng với cái giá tiền thì lại đắt đỏ, đúng không? Cái chiếc xe ô tô của chúng ta mua với cái giá gấp đôi cái xe ô tô ở Mỹ, nhưng mà lại chất lượng thì lại kém hơn rất là nhiều. Và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Vì sao? Thật là tội nghiệp cho đồng đội đồng bào chúng ta khi phải chấp nhận. Nếu mà chúng ta có một cái thái độ, nếu mà chúng ta không trông chờ vào cái cơ quan chức năng bảo vệ cho chúng ta về quyền lợi người tiêu dùng, thì chúng ta chỉ có thể trông chờ vào chính chúng ta thôi, đúng không ạ? Không trông chờ ở nơi khác thì phải trông chờ vào chính chúng ta. Chúng ta không chấp nhận thì đương nhiên là họ sẽ tôn trọng chúng ta. Còn nếu chúng ta chấp nhận thì họ ok, mày xài cái hàng đều này ha, thì chấp nhận được thì sản xuất hàng đều vậy thôi. Chính phủ cũng chấp nhận, người dân cũng chấp nhận thì họ làm vậy thôi. Nhưng mà thực sự mà nếu mà muốn góp ý với Honda hay là Toyota đấy, hay là nhiều nhà sản xuất khác, không nên như vậy. Có thể có cái lời đó, nhưng mà cứ chấp nhận lợi nhuận ít thôi, nhưng mà chấp nhận mình tôn trọng người tiêu dùng thì nó mới lâu bền. Còn bây giờ hàng nhập khẩu, cho phép ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, thuế suất giảm xuống bằng không. Từ thị trường Đông Nam Á là những cái nhà sản xuất ô tô trong nước chết ngắc luôn. Bây giờ người ta mua hàng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, những cái ô tô mà lắp ráp tại Việt Nam là bó tay luôn, không bán được. Đó. Cho nên Toyota Việt Nam cũng đã ổng A ổng E muốn là dẹp bỏ nhà máy Việt Nam. Bởi vì họ nhìn thấy được cái tương lai rồi. Những cái xe của lắp ráp tại Việt Nam họ chỉ có bán người Việt Nam thôi, không bao giờ bán được cho nước khác. Và người Việt Nam khi mà đã có sự lựa chọn rồi thì họ có thể mua những cái sản phẩm từ Đông Nam Á rồi, thì họ cũng không mua Toyota Việt Nam. Đối với các cái hàng mà tiêu dùng như xà bông, vải vóc, hay là hàng thực phẩm, hay là bia rượu, đều như vậy hết. Cái bia rượu mà sản xuất cho thị trường Việt Nam nó cũng kém chất lượng hơn cái bia mà cho ở các cái nước khác. Nếu mà lấy ra ví dụ thì nó có quá nhiều, cho nên hầu như là toàn thị trường Việt Nam không có được những cái sản phẩm mà mang chất lượng quốc tế. Đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Chúng ta mua về xài nó mau hư, xài không được tốt, nó hao điện, rồi thực phẩm thì nó có thể gây bệnh. Chúng ta cũng không biết được là trong cái gói mì tôm đó, trong cái bánh đó, kẹo đó là có những chất gì, có đảm bảo an toàn hay không, có đảm bảo vệ sinh hay không. Trong khi những cái hàng thải loại từ các nước khác thì nó đóng container, nó nhập về Việt Nam để bán cho người từ Việt Nam, như là lòng thối, chân gà, đông lạnh, đầu gà, má lợn, nó nhập về Việt Nam nó bán. Chúng ta giống như một cái túi rác của thế giới vậy đó. Những cái đồ gì kém nhất rồi, từ đồ dơ bẩn từ Trung Quốc nó nhập về. Chúng ta có liều có chấp nhận làm một cái bãi rác của thế giới hay không? Tôi nghĩ là chúng ta không nhận đâu, nhưng mà tại vì chúng ta không biết nên chúng ta lại cứ mặc kệ. Tôi mong muốn rằng là mỗi người chúng ta có cái lòng tự trọng, không chấp nhận xài cái hàng kém chất lượng. Và nếu mà phát hiện ra nhà sản xuất nào dám coi thường người tiêu dùng Việt Nam, chúng ta tẩy chay. Chúng ta phải tẩy chay những cái nhà sản xuất coi thường người Việt Nam, coi thường thị trường tiêu dùng này, thì họ mới sáng mắt ra. Bởi vì thị trường chúng ta cũng lớn không phải nhỏ, 90 triệu dân không phải nhỏ, cho nên họ buộc phải tôn trọng chúng ta. Ok, xin tạm biệt ở đây, và mong rằng
quý vị, các bạn đều có được cái sản phẩm tốt và an toàn trong khi tiêu dùng, để không có nguy hại cho sức khỏe bản thân và gia đình. Xin tạm biệt.